có mối tình nào chưa? Dạ chưa. 29 tuổi chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa, chắc tại ông Tơ bà Nguyệt bỏ quên em. Mời bạn trai. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường và tất cả các bạn. Chào bạn, mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Mình tên là Hoàng Minh Hạnh. Nghe tên giống gái quá nhỉ? Cũng không hơn. Bao nhiêu tuổi rồi? 36 tuổi. Bạn làm nghề gì? Nhân viên phòng quản lý chất lượng. À, và mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào các bạn khán giả. Rồi, em giới thiệu về mình. Dạ, em tên Nguyễn Thị Kim Phụng, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em là nhân viên của phòng chất lượng. Hai người đều quản lý chất lượng, để xem chất lượng hai người như thế nào. mình có mối tình nào chưa? Dạ chưa. 29 tuổi chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa, chắc tại ông Tơ bà Nguyệt bỏ quên em. Không, bữa nay Quyền Linh với Cát Tường dạ. Sẽ nhớ bạn, không có bỏ quên bạn đâu ha. Dạ rồi. Hy vọng là ngày hôm nay tình duyên sẽ đến với mình. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Để tiêu chuẩn bạn sao nè? Về ngoại hình thì cao hơn em, mập mập, không biết hút thuốc, biết uống bia chút. Biết uống bia? Biết. Tao thích mập mập là sao? Dạ, để che nắng che mưa. Che, tao che bằng dù, che bằng áo mưa chứ đâu phải che dù bằng cái thân thể trong mà mập mập để che nắng che mưa. Cho anh lãng mạn chị. Đây là đúng như tiêu chuẩn bạn bây giờ đưa ra đó. Cũng tròn tròn mập mập ha. Có không? Có mập không? Ôm cho nó sướng. Hơi tròn. Nhưng mà không biết bạn nam có mối tình nào chưa chứ bên đây là còn nguyên luôn á ngang. À còn mình thì cũng có rồi, 3 mối tình rồi. 36 tuổi phải có 3 mối tình chứ chưa có là vô lý. Đầu tiên là mối tình vào năm nào? Chắc cũng lâu lắm, không nhớ đâu chính xác. Không nhớ. Mối tình mới nhất đây là mới nhất cái đây khoảng 3 năm rồi. Và chia tay mấy năm? Khoảng 6 tháng rồi chia tay. Người ta bỏ anh hả? Không phải là bỏ, nhưng nói chung là cả hai người không hợp với nhau thì người ta chuyển công tác tác với chỗ khác. Cái gì? Bây giờ mình phải nói ra hết để bên kia xem có hợp với mình hay không. Đúng rồi, mình phải nói bên đây người ta nghe nè. Những cái gì đâu? Anh thấy những cái gì mà không hợp? Cũng do một phần là do mình nhiệt tình quá. Mình nhiệt tình với mọi người, với những khác như bạn bè, rồi anh em, rồi người nhà. Thì có thể là những cái lúc mà mình hẹn đi chơi hoặc gì đó là có việc quan trọng hơn thì mình nói bạn gái là để hẹn hôm khác hoặc là 1-2 tiếng nữa. Bạn gái nó không chịu. Được rồi, ta bỏ là đúng rồi. Rồi về bản giới thiệu về bản thân mình thì mình có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì? Về ưu điểm thì nói chung em cũng bình thường, thì cũng biết nấu ăn, chăm lo cho gia đình. Rồi về khuyết điểm thì em có 3 dê. Dạ, đó là dễ nóng, dễ sợ và dễ xúc động. Nóng là nóng cỡ nào? Nóng phun ra lửa. Phun ra lửa. Dễ sợ là gì? Dạ, sợ nhiều thứ lắm chị. Sợ gì? Sợ ế nè, sợ hết tiền nè, sợ bệnh nè. Rồi. Sợ già nữa. Sợ già nữa. Trời ơi, trẻ măng không có già đâu. Rồi còn một cái nữa, dê nữa là dê gì? Dạ, dễ xúc động. Dễ xúc động là sao? Nói chung là nói gì cảm động thì khóc. Nhất là về chuyện gia đình. Hay khóc lắm hả? Dạ thỉnh thoảng. Không sao, chị thấy những cái điều đó cũng như có cái vụ mà nóng phun ra lửa là chị chưa hiểu em phun là em đã phun ai chưa? Có nghĩa là hơi nóng tính xíu vậy. Đồ đạc của em hay gì, vật dụng gì mà ai lấy đi chỗ khác thì em hay la. Cái đối tượng anh cần đi cùng với anh là như thế nào? Đối tượng đi cùng em là một người thẳng thắn, thật thà và biết lo cho gia đình. Không có xanh đỏ tím vàng, lòe loẹt. Tức là nhuộm tóc màu đỏ, màu vàng. Hai ba màu, một đầu. Màu. Chứ còn một thứ thì cũng được. Con tay sơn. Tay thì không sao. Rồi ngoại hình thế nào? Không ốm quá mà không gầy quá, bình thường thôi. Bình thường chứ không phải tròn tròn giống như anh hả? Tròn cũng được mà đừng có tròn quá thôi. Mình có những ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là rất là nhiệt tình trong công việc và tất cả với tất cả mọi người. Còn khuyết điểm của em là không có được lãng mạn lắm, không biết hát hò gì hết. Khi mà bạn gái mà mình buồn giận gì đó, mình sẽ làm gì cho bạn gái vui? Mình có thể là mình rủ bạn gái đi chơi đâu đó, đi xem phim hoặc ca nhạc hoặc là uống cà phê. À vậy thôi hả? Đi ăn đi uống gì đó. Ủa mà anh 36 tuổi thật sự giờ anh có muốn lấy vợ chưa vậy? Ồ có chứ chị. Có nếu hả? Mà muốn lấy vợ em mới lên đến chương trình này, nhờ chương trình này chứ. Nếu bây giờ được thì bao lâu anh có thể tiến tới hôn nhân? Nếu mà được thì còn sang năm cưới. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn chưa? Đúng là chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Nhưng mà anh ở với ai? Ở với bố mẹ ba người. Ở đâu rằng? Ở Tân Bình. À Tân Bình, nhà của mình luôn đúng không? Nhà của mình. Nếu mà vậy thì lấy vợ về là phải làm dâu. Phải làm dâu đúng rồi. Đó, làm dâu đó bạn gái tính sao? Phải căng kìa. Bước đầu tiên là phải chịu làm dâu đó. Em thấy sao? Em có chịu làm dâu không? Cái này còn tùy. Cảm thấy có thể hòa hợp được với gia đình thì mình cái vấn đề đó không có gì hết. Còn có nhiều cái vấn đề chẳng hạn như mình không thể hòa hợp được cùng với gia đình thì đó phải xem xét lại. Hỏi ảnh thử coi ba mẹ anh có khó không? Nếu ra ở riêng có được không anh? Nếu ở riêng thì không được. Anh phải ở ba mẹ anh chứ không thể là để ba mẹ anh ở với nhau mà anh ra ngoài anh ở. Dứt khoát. Dứt khoát. Phải ở chung.
Thà như nói trước, được đúng thì rồi. Đấy, không được thì thôi. Đúng rồi. Tại vì bây giờ cũng lớn tuổi, không phải là để mà còn chọn người này người kia, à. Hẹn người này lần này lần khác nữa. Đúng rồi, nói thật hết ra. Nói thật, được thì được, được thì đồng ý, không được thì thôi. Ba mẹ khó không kìa? Ba mẹ thì cũng không khó lắm. Bao nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ năm nay bằng tuổi nhau, 62 tuổi. Ba mẹ anh có đưa ra yêu cầu con dâu sao không? Ba mẹ đưa ra yêu cầu con dâu thứ nhất là chỉ có hiền lành, thật thà. Thứ hai là có công ăn việc làm ổn định, thế thôi. Dễ thế thôi, được, được, được thôi. Hôm nay em đi có người thân không? Dạ có, hôm nay em đi có hai chị sếp làm chung công ty với em. Vâng, đã cho chị gặp hai sếp chị hỏi cái vụ cái ca này hơi khó nè. Chào hai chị, em nhờ chị nhận xét anh bệnh giùm coi được không? Được, được thôi. Theo em thấy hai anh chị này tính tình thẳng thắn như nhau rồi đó. Có sao nói vậy, giống như là 49 với 50. Nếu hai anh chị này mà đến với nhau á thì mỗi người sẽ phải nhún nhường một chút thì mình mới có thể tiến tới với nhau được. Đó là theo quan điểm của em. Còn về ngoại hình tiêu chuẩn là cũng đáp ứng yêu cầu của em Phụng nhà em rồi. Vâng, rồi, cảm ơn chị. Dạ. Rất là chuẩn xác. Có đi với ai không ạ? Dạ, em đi với em trai em. Em ruột đó hả? Vâng. Em ruột là có vợ rồi. Em ruột có vợ rồi, ở riêng rồi. Em có hiểu tại sao giờ này 36 tuổi anh chưa lấy vợ mà em trẻ hơn mà em lấy trước không? Em nghĩ em biết. Tại vì anh cũng lo cho mọi người xong hết rồi. Chắc anh mới tính tới phần của anh. Hy sinh cao cả vậy hả? Dạ đúng rồi. Người anh vĩ đại hả? Dạ. Thấy chị nói sao? Bạn bên này thì cũng rất là dễ thương, thẳng thắn. Nếu mà hai người mà có cơ hội làm quen với nhau thì cái đó rất là tốt. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn này nói rất là đúng. Mỗi người có cá tính riêng. Nhưng mà hai người đều nói thẳng nhau. Đôi khi sự thẳng quá thì cũng mất lòng nhau. Nhưng mà thà vậy đi, được được thôi ha. Để mình qua mình xem bên kia thế nào mà thẳng thắn thế nào. Kiểm tra chất lượng hả? Anh Hoàng Linh. À, trời. Không, mà nãy giờ bên đây đâu có nói gì mà thẳng đâu, thấy nhẹ nhàng mà. Không, kiểm tra mấy người kiểm tra chất lượng thì đôi khi cũng thẳng, bởi vì kiểm tra mình chất lượng mà không đúng á thì cũng mệt lắm à. Dạ đúng rồi, một lát này bỏ mà bây giờ đi cua gái mà vô vậy được 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 thôi, cái nghe con phụ nữ nghe nó sao anh hiểu không? Là... có thể người ta thật thẳng thắn nhưng mà nghe nó làm sao nhau, nhưng mà trong trái tim của họ vẫn có điều rất là thật. Nhưng mà ai nói câu đó ra vậy? Thì nói vậy bây giờ ta mới ế. Thì vậy. À, anh nói vậy em chịu. Nghe nó sao sao. Cách ơi, không dạ. Phải ý em nói không phải như chị nghĩ đâu. Tại vì em nói là ở đây là em muốn nói trước với bạn gái bên đó để bạn gái đó chuẩn bị tinh thần. Nếu mà hai đứa chấp nhận với nhau, đến với nhau thì sẽ phải làm dâu. Chứ em không phải là được thì mình thuyết phục người ta. Ví dụ người ta chưa muốn rồi, bằng tình yêu của anh sẽ làm cho em phải đồng ý rồi. Hãy giống như vậy, ba mẹ anh cũng là ba mẹ em, chúng ta cùng hạnh phúc rồi. Vậy tự nhiên được được thôi đó trước. Nghe nó làm sao? Thì nói vậy đó được được thôi. Ê gì vậy? Chào chị Cát Tường ạ. Bây giờ ví dụ nè, kéo màn lên. Ưng ý. Bây giờ cổ chưa có chịu làm dâu và giả tỷ, thí dụ cho anh thuyết phục em nghe thử coi. Nếu mà thuyết phục thì nói là bây giờ anh với em thì ai cũng có bố có mẹ để ra hết. Vâng. Anh là con lớn thì là anh phải ở với bố mẹ, anh phải chăm lo cho bố mẹ anh về già già. Sau này em cũng có bố mẹ em cũng vậy. Sau này bố mẹ em thì cũng phải có về già, cũng lớn tuổi, cũng phải ốm đau thì mình cũng phải về chăm. Anh có về chăm ba mẹ em không? Có chứ, lúc đó là bố mẹ chung rồi. Phải về bố mẹ nào cũng như bố mẹ nào hết. Không đó, quan trọng. Nói vậy là được, nói vậy là tôi đâu có bực mình gì đâu. Tự nhiên tôi nghe gì được được thôi là... Không như để thử tâm lý bạn gái bên đó xem thế nào đó gì? Khỏi cần. Không như nếu mà tí nữa chị ok nhưng bạn đó biết không ok thì cũng bó tay okay luôn. Tôi ok là bên đó ok. Em thấy nhiều cặp chị ok nhưng bạn gái không ok thì vẫn không được. Cái đó là tôi ok làm bộ thôi, hiểu không? Đúng anh Quỳnh Linh? Đúng rồi đó. Em giỏi chị lắm chứ bộ. Đúng rồi, chị mong, chị lúc nào cũng mong là được cặp nào cũng thành đôi hết. Ừ. Chứ không phải, nhưng mà đến nay mày tôi... có nhiều cặp tôi nói ra không đó, chứ không phải cặp nào tôi cũng mong thành đôi đâu. Nãy giờ chị là muốn nói... chắc là chị nói đùa đấy thôi. Nãy giờ là muốn nói ra lắm đó. Bây giờ nè, rồi thôi cái chuyện bố mẹ đồng ý. Mà cái quan điểm mà hẹn mà đi trễ là tôi không đồng ý. Anh phải cải thiện cái chuyện đó. Thì mới có một hai lần mà chưa có nhiều. Bên đây người ta chỉ chịu được một lần qua một lần. Lần ví dụ một lần trong một tuần hay trong một tháng, đây em 6 tháng mà. Lần quá là cũng ế. Dạ, thôi anh ngồi đó đi, tôi mở màn cho anh nói chuyện trực tiếp. Quyết liệt vậy chứ. Quyết liệt lắm đó nha. Bảo trọng em, cho chị ngồi ngồi riêng đi. Chị ok à, không ok, gần quan mình trọng. Đúng quan rồi. Trọng là em. Thôi mà cho đôi ha. Trẻ gặp nhau đi. Mệt rồi chuẩn quá. Bị. Mở màn cho hai con trẻ gặp nhau. Ông một con già rồi, lớn tuổi. Ca này tôi không có xen vô nha, tự xây ghế, tự coi rồi tự nói chuyện luôn. Kỳ dặn này. Rồi 2 phút dành cho đôi bạn trẻ bắt đầu. À, chào bạn. Dạ, chào anh. Biết tặng hoa. Dạ, cảm ơn anh. Anh có cảm nhận như thế nào vậy em? Có người thằng chánh. Nhưng cũng có cảm tình với em.
Anh không thích gì ở người bạn gái. Anh không thích người bạn gái hút thuốc. Dạ, hút thuốc thì em không có. Có nhờ con người bạn gái hút thuốc. Anh chơi coi như là lè lẹt ấy. Cái đó thì em không có. Nói đi nói hớ hớ tôi được canh nãy giờ đó. Nếu mà hẹn hò thì anh sẽ dẫn bạn gái anh đi những đâu? Mới quen anh sẽ rủ đi uống cà phê. Đây là chưa có mối tình nào nha, chưa nắm tay, chưa hôn hít gì đó. Cái đó thì cũng chưa có cái phương tiện nào để kiểm chứng cái đó chị. Bạn có chất lượng lẫn nhau coi như thế nào? Em là phải đo đạt anh Linh ơi. Đo coi cao nhiêu dài nhiêu. Cái đó có dụng cụ nữa chị Cát Tường. Mình tính chị tích kết hôn đi. Rồi rồi con cái gì đó, rồi tiền bạc gì đó tính luôn đi. Để sau này đừng đổ thừa chị nha. Nếu mà kết hôn thì anh thích nhà có mấy bé? Hai rồi. Dạ, một nam một nữ hay là có thể là hai nữ cũng được. Anh có quan trọng chuyện đó không? Con cái thì không quan trọng lắm, có con là được. Không muốn mà giờ nó không có cũng không có được. Em thì em không thích người gia trưởng. À, dạ, nghe giọng anh thì em nghĩ anh gốc ngoài miền Bắc, anh quê Thái Bình. Dạ đúng rồi. Cũng có một tí gia trưởng đấy chứ mà không đâu. Nhiều đó chứ tí gì. Người vào đây họ cũng em học tập được cái văn hóa trong này này cũng hồi xưa đi. Bây giờ ế rồi bớt rồi hồi vâng. Xưa. Vậy bây giờ gia trưởng của anh là như thế nào? Con lớn là giờ phải ở nhà với bố mẹ đó. Còn gì nữa không anh? Thế thôi, anh chỉ cần như vậy là đủ. Ví dụ có yêu cầu người phụ nữ phải là cơm nước, nói chung là phải nội trợ. Nội trợ thì anh không cần nấu ngon, chỉ cần biết nấu. Anh có nấu phụ vợ không? Anh nấu được. Đồ ăn đồ uống thì nấu ngon thì không nấu được, nhưng mà nấu để một gia đình ăn hoặc là nhậu bình thường thì làm được. Hỏi chuyện làm dâu được không? Em có suy nghĩ là con nếu mà lấy lập gia đình về làm dâu thì em có suy nghĩ gì? Em phải xem xét lại, nghĩa là mình phải tìm hiểu rồi xem gia đình anh như thế nào chẳng hạn, có phù hợp được với em hay không. Thấy ngoài hình ảnh đúng như ý em nghĩ chưa? Nhiêu đó ôm được chưa? Dạ được. Che mưa che nắng được chưa? Dạ được rồi chị. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. Suy nghĩ cho nó kỹ. Mình cũng lớn tuổi rồi, lấy vợ thì lấy liền tay. Bấm được bấm, bấm được thôi. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Mình đã đồng ý hẹn hò rồi. Ôm coi có che mưa cho nắng được không? Dạ anh ơi từ từ chị. Mình phải thử được hay không? Ở đây chưa có mưa có nắng. Chừng nào ra kia có mưa có nắng rồi thử. Thử toàn cái tay của nó vừa tay chưa? Dạ chắc em nghĩ chắc được. Toàn qua thử thôi. Dạ chất lượng mà nhìn trời nhìn cũng 36 tuổi gì chết nhát vậy ông? Đâu có, ý anh Quyền Linh đang nói bạn gái chứ đâu phải nói em. Anh ôm người ta, anh che nắng che mưa người ta chứ. Được không em? Dạ được. À, đây là những vé xem phim. Dạ. Chúc hai bạn sẽ có thời gian thật là lãng mạn bên nhau để tìm hiểu về nhau. Đây là phần quà dành tặng cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Rồi, em xin cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường và tất cả mọi người trong quay hôm nay. Cảm ơn. Em mét 58. Mét 58 rồi, bạn gái cao mét 6. Nặng 80 kg. Là sao cái gì vậy? Đôi khi nó cũng có một cái vài trở ngại, nhưng sao biết đâu sau những cái buổi xem phim hẹn hò với nhau, những cái trở ngại đó nó lại xích gần với nhau, chứ không phải là được cũng được thì thôi, thấy không? Này được mới được, dứt khoát là không có thôi. Bây giờ mình thử cặp mai mối và cặp đôi thứ hai coi được không? Được thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả Màng? Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh. Rồi. Chào chị Cát Tường, chào tất cả. Chào bạn. Bạn tên là gì? Em tên là Văn Đình Tuyến, 24 tuổi. Hiện đang làm phó phòng hành chính nhân sự tại một công ty dịch vụ bảo vệ. Rồi, mời bạn nữ. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và các bạn khán giả. Rồi em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Thúy, 22 tuổi. Hiện em đang là phóng viên và nhân viên sale ạ. Nhưng mà chị hỏi kỹ một chút xíu về công việc của bạn. Bạn nói phóng viên là phóng viên như thế nào, phóng viên báo nào? Dạ em có cộng tác cho báo Tuổi Trẻ với Nông nghiệp Việt Nam. Về đề tài gì? Xã hội. Mình làm công việc này lâu chưa? Em cộng tác thì từ sinh viên năm nhất, nhưng mà chính thức làm thì được khoảng gần 1 năm. Mấy mối tình rồi? Dạ 2. À bây giờ giới thiệu về mình một chút xíu đi, về những ưu điểm hay khuyết điểm của mình chẳng hạn.
Dạ ưu điểm thì em không có ưu điểm gì nổi bật ạ. Nhưng mà cũng không có khuyết điểm lắm. Hơi nóng tính một xíu, không hài lòng gì thì em sẽ nói cho đối phương biết về quan điểm của mình. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng 2 đến 3 đấy. 2-3 mối tình gần đây nhất là lâu chưa? Đây nhất của em hơn 1 năm. Bạn từ Nghệ An vào đúng không? Dạ đúng rồi. Vô đây lâu chưa Tuyến? Dạ em vào đây được 4 năm rồi chị. 4 năm. Mong muốn điều gì ở chương trình này? Mong muốn chương trình là làm quen được bạn gái. Tiêu chuẩn như thế nào? Tiêu chuẩn thì có công việc ổn định ý tốt. Ngoại hình thì ưa nhìn là được rồi. Cao thì khoảng 1m6 trở lên là được. Bạn cao bao nhiêu? Em 1m58. 1m58 rồi, bạn gái cao 1m6. Nàng của em 80kg. Làm sao cái gì vậy? Đang cài hàng á. Cứ giỡn với tôi nghe, đừng có ghẹo bà Mai nha. Tôi mà giận là cũng hơi mệt à. Bây giờ hỏi bạn nữ chút nè. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm, biết chia sẻ. Mà nhất là giờ nếu mà có bạn gái thì chắc là xía trẻ được nhiều hơn đấy. Rồi chút xíu nữa tôi qua tôi điều tra tiếp. Bây giờ để hỏi bạn gái một chút nè. Em có thể cho biết cái mẫu bạn trai lý tưởng em mong muốn là gì? Có thể mới chạm được đến cái trái tim của em. Bạn trai của em thì trước hết là phải lớn tuổi hơn em, trưởng thành, trưởng trạc. Lớn hơn cỡ bao nhiêu? Khoảng 5-7 tuổi là ít nhất. Là bên đó có hai lớn hơn có 2 tuổi à? Ồ thế ạ, anh 24 tuổi ạ? Đúng rồi em. Những cái người như vậy thì trong mắt em nó trẻ con lắm. Tiếp thì còn gì nữa? Em thích những người thông minh, đẹp trai, mạnh mẽ như của Thiên Lạc. Những điểm nào em không thích ở người bạn trai? Lúc này cái bạn ấy nói hơi xạo xạo ngay từ đầu rồi em đã không thích. Có nghĩa là cũng không phải là bạn nói xạo, nhưng mà đây là chương trình tìm hiểu mà bạn không nghiêm túc dễ đâu. Bạn cứ nói bạn cao 1m58, nặng 80kg. Tao biết là bạn nói vui thôi nhưng mà cảm thấy không hài lòng lắm. Làm cho người khác cảm giác là bạn không có tôn trọng đối phương gì hết. Vâng, xin lỗi em. Anh có lỡ chọc vui mà hơi quá. Tôi thấy rằng bạn bên đây rất là nghiêm túc đó bạn nữ ạ. Dạ. Bạn ấy là một người mà rất là trầm. Nhưng mà nãy chị Cát Tường nói thì tôi nghĩ rằng cũng rất là vui thôi, không có gì đâu. Dạ. Quan trọng là bây giờ là bạn phải nói những khuyết điểm của bạn cho bạn nữ bên kia biết luôn, coi có hợp hay không. Nói trước, thử thích của anh là ca nhạc này, thể thao này. Cái nhược điểm của anh ấy hơi nhút nhát, nhiều lúc có tính hay quên những cái chuyện lặt vặt lắm. Còn ưu điểm thì nhiều hơn, không hút thuốc, không nhậu. Hiện nay chúng ta cũng hiểu nhau một số vấn đề rồi. Vấn đề là bây giờ hai người gặp mặt nhau thôi. Nhưng trước gặp mặt nhau thì mình hát bài nào đó để lấy cảm tình được không? Về quê hương của mình, Nghệ An chẳng hạn. Xin hát một đoạn. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy. Dù cho em không cần anh, nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thần xa, giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em. Sẽ mãi mơ về em hỡi em, tình yêu trong mơ của anh thầm mong một lần được ôm em trong vòng tay, cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắm say mộng mơ, mình sẽ mãi bên nhau. Hay rồi nhá, ngọt à. Chúng ta kéo màn lên. Các bạn sẽ có... Chưa, em chưa có coi mặt. Ủa, chưa coi mặt hả? Để anh coi trước. Nôn quá. Dạ, em chào anh Quỳnh Lưu. Chào bạn, dễ thương quá. Dạ, cảm ơn anh. Mình kia dễ thương lắm, rất là thật tình đó. Dạ, vâng ạ. Lúc em có hơi giận chút xíu, bạn ấy thấy tội nghiệp, mặt nó dễ thương lắm, quay qua xin lỗi liền. Những con người này là anh quý lắm thiệt á. Dạ, vâng ạ. Ha, dễ thương lắm. Được. Bây giờ để chị qua chị coi cái cảm nhận của chị như thế nào nha. Dạ, vâng ạ. Chào chị. Bỏ cái tật giỡn vậy nha. Trời ơi. Nha. Giỡn với bình thường. Tôi đồng ý chị giỡn đó. Không. Giỡn vui mà có đâu đúng không? Yeah. Bây giờ hỏi thiệt, cao mét nhiêu? 75 vậy. À. Mét 58. Lúc kinh nghiệm thôi. Nha. Nhưng bạn không thích cái điểm nào ở người phụ nữ? Dạ. Em không thích cái phụ nữ à. Không lè lẹt, không nhầu nhẹt gì đấy là được thôi. Còn em dễ lắm, tính của em dễ lắm. Mình là đang bị yếu thế là tại sao biết không? Lớn hơn có 2 tuổi là người ta coi mình như trẻ con. Người ta nói câu đó mình có cảm thấy trong lòng mình sao? Hơi buồn xíu. Hơi buồn xíu ha. Mình buồn em. Giờ phải thể hiện bản lĩnh đàn ông lên. Yeah. Anh nói phụ nữ càng coi mình trẻ con mình càng khoái. Không nhõng nhẽo có gì đâu. Dạ. Yeah. Không có buồn ha. Dạ yeah, dạ. Yeah. Cố lên nha. Dạ. Yeah. Cơ hội một lần nữa thôi đó. Bên đây cũng dễ thương lắm, đừng giỡn nha. Kéo màn lên. Bình tĩnh. 2 phút bắt đầu. Chào em. Nhìn em rất cute.
Nội nhéo à? Nội theo kiểu Tín đấy. Em tuy ít hơn anh 2 tuổi nhưng nhìn em chững chạc hơn. À thế ạ, dạ vâng. Chững chạc. Em thích những người chững chạc nên là... Anh có kế hoạch gì cho tương lai của mình không? Có chứ em, anh có nhiều. Có thể bật mí một vài cái được không? Hả? Bật mí về vài cái gì? Sắp tới đang có liên kết với mấy ông anh ở ngoài ấy. Đang tiếp tục kinh doanh một vấn đề gì đó. Đó, nói như vậy đấy. Em thích như vậy. Thứ hai nữa thì có khả năng là gia đình gì đấy. À dạ. Anh hy vọng gì ở người bạn gái của mình? Thì cũng giống em á, giống em. Ví dụ nhiều là trường hợp anh em mình hẹn hò nhé. Dạ. Thì em sở thích của em là mình hẹn hò như thế nào? À. Em thì thế nào cũng được, càng giản dị càng tốt. Mặc dù em trong có những vấn đề thì em cũng có lớn thôi, nhưng mà dù sao thì em vẫn đang ít tuổi, em vẫn trẻ con lắm. Nên là đôi khi em thích những cái gì nó con nít một xíu, chẳng hạn như đi dạo, ăn hàng vặt ý, hoặc là nhiều thứ. Đúng rồi, thì không biết là anh có thích những thứ đúng đúng không? Cái đó anh cũng biết, tại vì anh cũng có hai đứa em nữa, cũng bằng tuổi em ấy. Em gái nha, cũng thỉnh thoảng rủ anh là đi công viên này, ra công viên mua đồ lặt vặt ăn này. Dạ. Ví dụ vậy. Thôi mọi người nói một câu thật tình cảm gì đó, rồi người ta sẽ chuẩn bị bấm nút. Anh thì có cảm tình với em rồi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy là lượt mang lên anh có cảm tình với em rồi. Đấy, muốn gặp em, nói chuyện với em thêm nữa để hiểu nhau hơn, để biết về nhau hơn. Dạ. Còn em thì sao? Em cũng có ấn tượng tốt thì anh. Có trách nữa gì nữa không? Hết thời gian. Rồi, cái đó bỏ qua rồi, bấm nút. Được rồi. Em đếm hả chị? Hay là... tự đếm luôn đi. Mình cùng đếm nha em, hay là sao? Anh đếm đi ạ. Anh đếm 1, em đếm 2 nha. Dạ. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Tự làm chủ luôn được rồi đó. Nắm tay nhau cái đi bạn. Đúng rồi, nắm tay để cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau. Cảm nhận thế nào? Tay rất ấm, mềm mại. Cũng thích nắm hoài. Còn bạn gái, bạn đã cảm nhận được điều gì chưa? Thấy tay này run quá. Run quá hả? Nắm thật chặt để cho bớt luôn nào. Đây là những vé xem phim của chương trình. Chúc hai bạn sẽ có nhiều không gian lãng mạn hơn. Để hiểu nhau nhiều hơn. Đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn có được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn anh chị. Nắm tay đi bạn, đưa bạn giấy. Rất là nhát gái. Rất là nhát gái. Nhát gái nhưng mà mấy mối tình rồi? 4 mối tình mà. Trời ơi, nhát dữ à. Trời ơi, hên ổng nhát mà 4 mối tình đó. Rồi mấy tình có 2 tháng thì... Mối thứ nhất là mấy tháng? 6 tháng. Mối thứ hai? 4 tháng. Mối thứ ba? 2 tháng. Mối thứ tư? Một tuần nữa. Dạ, hình mẫu lý tưởng đó với người bạn trai là giống Sinh Hai Dương đó chị. Thích Sinh Hai Dương đó chị. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Wow, đây đây em. Mời anh trai. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Và xin chào bạn nữ bên kia và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Đào Nhật Tân. Em 26 tuổi. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhật Tân 26 tuổi làm gì Tân? Công việc của em là tài xế xe cứu hộ. Rồi còn em giới thiệu đi. Chào quý khán giả, chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Và em bạn trai ngồi bên kia. Em tên là Bùi Ngọc Diệu, năm nay em 24 tuổi. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng về quản lý ngân hàng. Em có thể nói điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em đó là em rất là yêu thích nghệ thuật. Rồi em hay bao dung, tha lỗi cho người khác và thích làm việc thiện. Và em rất là biết nấu ăn nữa chị. Biết nấu ăn hả? Dạ, biết nấu ăn, biết đó. chút rồi chị. Vậy hả? Dạ. Có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu của em đó là dễ tin người. Và em làm việc gì cũng chậm hết. Tại vì em quan niệm chậm mà chắc. Chứ mỗi khi mà em có một cái thói quen xấu đó là mỗi khi mà em thèm ăn cái món gì là em ăn cho đến khi nào mới ngán thôi, bỏ luôn, không ăn nữa. Vậy đó hả? Ồ. Mà bạn trai, em ưu điểm, khuyết điểm thế nào? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu của em là hay ngủ nướng.
Còn gì nữa? Rất là nhát gái. Rất là nhát gái. Nhát gái nhưng mà mấy mối tình rồi? Bốn mối tình mà. Trời ơi, nhát dữ à. Trời ơi, hên là ổng nhát mà bốn mối tình đó. Rồi mối tình có 2 tháng. Mối thứ nhất là mấy tháng? 6 tháng. Mối thứ hai? 4 tháng. Mối thứ ba? 2 tháng. Mối thứ tư? 1 tuần rồi. 4 mối. Càng ngày nó sụt xuống còn có 1 tuần rồi. Còn em? Em trải qua 2 mối tình chị. 2 mối tình? Dạ, mối tình thứ nhất là ở hồi sinh viên, mối tình thứ hai là cách đây 2 năm. Cách đây 2 năm là yêu lúc 22 tuổi. Dạ. Được, yêu được mấy năm? Dạ, yêu được gần 1 năm chị. Gần 1 năm, lý do sao chia tay? Dạ, lý do là bạn đó không tôn trọng mẹ em và mẹ em không thích giữa bên hiếu bên tình thì em chọn bên hiếu. Đúng rồi, không tôn trọng mẹ là không có được. Không tôn trọng, không tôn trọng ha. Dạ. Còn em 4 mối tình sao chia tay vậy? Em làm quen tìm hiểu mà thấy không hợp. Mối tình tuần mà sao biết không hợp? Nói chuyện thấy bạn đó nói chuyện với lại nó xăm mình không thích. À, xăm mình là chia tay luôn hả? Trời ơi. Nhưng mà hai bạn còn trẻ quá mà sao hai bạn đã vội vã phải tham gia chương trình vậy? Dạ, tại vì em á, thì bản thân em là do mẹ em cũng lớn tuổi rồi, mẹ em gần 60 tuổi rồi nên mẹ em muốn em kết hôn sớm để mẹ có cháu vòng nên em cũng tranh thủ. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, mẹ nôn có cháu dữ vậy? Dạ, đúng 60 rồi. Còn trẻ lắm mà. Trời ơi. Bên kia là nôn, bên đây có nôn không? Thì có. Ai nôn? Mẹ nôn. Mẹ em nôn luôn? Trời ơi, mẹ nôn luôn. Vậy hả? Là bên hai bên mẹ nôn không mà hai đứa nhỏ chưa nôn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Một bạn gái biết lễ phép, biết quan tâm chăm sóc gia đình. Em không thích ở điều gì ở bạn gái? Em không thích bạn gái xăm mình, nhõng nhẽo. Sao mình có bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bên bạn trai bên kia? Dạ, em nghĩ là khoảng 80% á. Dạ. Ha, đúng không? Chị thấy vậy đó. Ừ. Dạ. Còn em sao, cái hình mẫu lý tưởng của em đối với người bạn trai? Dạ, hình mẫu lý tưởng đối với người bạn trai là giống Sinh Hai Vui đó chị. Thích. Sinh Hai Vui đó chị, đờn với hát này nọ. Và bạn trai em là biết tôn trọng người lớn với ca lăng là được rồi. Vui vẻ thì giống ai được giống rồi. Ai mà đờn hát thì chưa nghe nè. Sun Ha Yoon á chị. Ô, Sun Ha Yoon. Dạ. Là một tài tử người Hàn Quốc đúng không? Dạ đúng rồi chị. Sun Ha Yoon, để coi nè. Chào cơ. Em tự thấy mình giống Sun Ha Yoon không? Em có biết Sun Ha Yoon là ai không? Em không có coi nhạc Hàn Quốc nên không... Mà em không biết người đó luôn đúng không? Dạ không. Chị còn không biết nữa sao em biết? Tôi bỏ đi ha. Dạ. Mà em có thích nghệ thuật không? Dạ có. Em có tham gia nghệ thuật bao giờ chưa? Hồi xưa em lúc năm 2015 em có đi đóng phim truyền hình. 2015 mà đóng phim hả? Phim gì vậy? Em đóng vai nhỏ nhỏ ở bên Cách Cả Đơn. Là vai gì? Vai nhỏ nhỏ là vai gì? Vai công an bên bộ phim Canh Bạc Cuộc Đời tập 36. À, như vậy là cũng đã tham gia nghệ thuật, cũng đã đóng phim. Được rồi em, cái Sun Ha Yoon nó ở xa lắm em ơi. Kiếm cái người kế bên mình nè ha. Nè ha. Dạ còn không giống anh Quyền Linh vui vẻ gì vậy. Giống Quyền Linh kiếm không có ra đâu em ơi. Việt Nam có một người một à, không có kiếm được. Anh này anh dễ thương anh luôn á. Có vẻ bự bự hơn anh á. Tròn mũm mỉm cũng giống á. Nhìn cũng được lắm á. Ở bên kia yêu cầu giống giống Quyền Linh rồi. Thấy giống không? 80%. 80% giống Quyền Linh. Thấy giống có cái tóc rồi đó. Quăng quăng. Trời ơi, thằng gái xinh dữ vậy trời. Xinh lắm luôn nè. 24 tuổi có tin nổi không? Quá trời trẻ luôn vậy đó. Rồi ví dụ giờ đàn trai chịu rồi cưới liền được không? Dạ được. Được luôn hả? Dạ tiến tới luôn ấy. Thì bây giờ ba mẹ đang hai bên đều đang nôn nao cái chuyện đó. Ừ. Làm dâu được không? Dạ được luôn anh. Trời ơi sao nó giỏi dữ trời. Em mình dung cái người bạn gái bên đây sao? Nghe qua giọng nói thì em thấy là bạn gái này lễ phép với lại tùy mị. Thôi khỏi còn hình dung hồi tưởng tượng ra đẹp không? Hết hồn. Tưởng tượng đẹp không? Chắc đẹp cũng cỡ Ngọc Trinh. Bạn này rất là dịu dàng. Một kiểu dàng. Khác nữa. Không, bạn này ngọc nữ. Bạn này là trong sáng. Bạn này là một cái vẻ rất là tinh khiết. Thấy không? Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xong rồi cho hai trẻ gặp mặt đi. Đúng rồi. Em đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ, bạn thân chị. À. Chào chú Quyền Linh và dạ. Chào MC Hồng Vân. Dạ. Và quý khán giả ở trường quay hôm nay đã cũng tổ chức cái chương trình này cho con của dì lên để nó kiếm bạn trai lý tưởng đó mà. Dạ, dạ. Thì cũng cầu mong cho cháu
được sớm lập gia đình, tự mình nay già quá rồi cũng không muốn cho nó để trễ như mình rồi đó, mình nói chung lấy chồng trễ á, nên giờ con nhỏ xíu mình già khằng vậy nè. Trời ơi, đâu ra mình có 60 tuổi mà mình già. Không có, nó nói lộn á, 65. Trời ơi, nó cứ nói mẹ lên truyền hình đầu tiên á, cuộc đời mẹ, mẹ diễn ra cho con đi. Mẹ làm cho trẻ ra đặng cho ba mà có coi cái chương trình này ba lé mắt luôn á, chứ ba bỏ mẹ lâu quá rồi. Nó nói vậy á. Bỏ hồi lúc còn nhỏ luôn. Còn có mình mẹ nuôi thành ra thương lắm rồi cứ chum chủm giữ ốm riết cái thành ra cứ đi làm về nhà nên nó ế. Ế đâu mà ế, nhỏ mới 24 tuổi mà ế cái gì. Mà thấy nó không có quen ai hết trơn à, nó có quen tầm bậy tầm bạ trên mạng rồi sợ quá đi. Nên giờ cứ kiếm ai mà chương trình, quý chương trình mà tôi chọn cho nó một người mà nó tốt, nó hiền, nó lo làm ăn là được rồi. Dạ. Mẹ thấy cái bạn này sao? Cái bạn này cũng được, hiền mà nó cũng lễ phép á, nó cũng thương người già, thấy mặt rồi làm cứu hộ mà tất nhiên là có tâm nên cũng được, hơi kệ nó cho nó sáp vô luôn đi, kệ nó vậy. Rầu lắm rồi. Mẹ dễ thương quá ha. Rồi, mình hỏi ý kiến thằng trai đi. Em trai đi với ai? Hôm nay em đi với mẹ em. À, có mẹ nữa hả? Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào khán giả. Chào bên nhà gái. Thấy con dâu tương lai sao nè? Cháu gái bên đây thì cũng dễ thương, cũng hiền. Hai đứa con cho nhau cơ hội đi tiến tới. Mà mẹ đồng ý không? Nói nghe nè, mẹ này nói chuyện với mẹ kia xí đi. Đúng rồi, đàn trai. Đàn trai nói đàn gái chú đi. Thấy hai đứa nhỏ thì nó cũng xứng đôi thôi, rồi dòng cho nó bấm nút nó hẹn hò cho tìm hiểu. Rồi hai rồi, bà Xui. Cảm ơn hai bà mẹ. Coi như là lần đầu tiên ôm nhau với coi, hai bà Xui ôm nhau với coi. Tình chị em với nhau mà đó, trời ơi. Cưng quá trời đất luôn. Rồi cho mở rào đi. Rồi, mở rào. Thì được rồi ha. Hai bên chứng kiến rõ ràng rồi, bây giờ mở rào coi hai đứa trẻ tâm sự nó hiểu nhau, nó bấm nút luôn. Mở rào. Ăn cái gì nè, đó. Bây giờ em nhận bên đó trước đi, bên gái nhận. Dạ em cảm ơn. Đây là anh tặng em con heo đất này là để khi chúng ta quen nhau thì chúng ta sẽ nuôi nó, chừng nào mà ấy thì chúng ta sẽ lo cho tương lai của chúng ta sau này. Dạ em sẽ cố gắng nhiều. Em cảm ơn. Còn cái kia là gì? Cái kia là gì? Cái này là quả cầu tuyết để chứng minh tình yêu trong sáng của anh dành cho em. Em tặng anh cây xương rồng, bởi vì cây xương rồng nó rất là dễ chăm sóc. Anh chỉ cần để ngoài mưa ngoài nắng gì nó cũng vẫn sống. Và nó cũng giống như là em lặn lội đường xa đến đây, giải dầu mưa nắng gió gì để đến gặp anh. Hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Cảm ơn. Ở đây là gì? Đây là gì? Còn cái này là bức tranh em vẽ tặng anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Ồ vậy đó hả? Bạn này bạn dễ cho ông Mai bà muốn Quyền Linh Hồng Vân. Thấy rồi. Ôi ôi cưng quá à. Cảm ơn em nha, vẽ Quyền Linh đẹp hơn Hồng Vân. Không, Hồng Vân giống hơn Quyền Linh. Mà chứ em vẽ đẹp đó. Dạ em cảm ơn. Rồi, mình hát bài tặng bạn trai coi nào. Em sẽ hát tặng bài hát là I Love You More Than I Can Say của ca sĩ Lê Sia. Em yêu anh nhiều hơn những gì em có thể nói. Wow, wow, yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you just much more. Oh, oh, love you more than I can say. Wow, wow, yeah, yeah. I miss you every single day. Why must my life be very sorrow? Oh, oh, love you more than I can say. I tell you now I need you so. Only to me you got to know. Do you want to must be right? Am I just another try? Xin hát à. Bây giờ em hát bài đáp lại đi. Em xin hát tặng bạn gái mà hát được con tên hát trước biết sao. Đã bao đêm anh thức viết thư tình gửi trao em tình yêu và nỗi nhớ. Trong đêm khuya vắng anh nghe lòng mình sâu lắng, anh mơ ôm lấy em vào lòng. Rồi bây giờ cảm nhận về cô gái đối diện thế nào? Em cảm nhận bạn gái là bạn gái dễ thương,
Nói chuyện lễ phép, dịu dàng. Đẹp không? Đẹp. Dạ, em cảm nhận là giống anh Quyền Linh. Giống anh Quyền Linh hả? Bạn hiền, rồi cũng đẹp trai, cũng phong độ. Dạ. Hôm nay là đáng ký tại vì em chưa có biết anh như thế nào nên chưa thể vẽ chân dung anh được. Nhưng mà sau khi tìm hiểu em sẽ cố gắng nhớ anh và khắc ở trong đầu để vẽ anh. Cảm ơn em. Dạ. Em có hay ghen? Dạ, ghen thì em cũng ghen nhưng mà có mức độ nào đó thôi, ít chứ em không phải là cái gì cũng ghen hết. Dạ. Nói chung nha, công việc của anh á thì không có tiếp xúc với nữ nhiều. Nhưng mà anh thì có một cái là anh không biết uống rượu uống bia. Dạ, vậy là quá tốt. Anh có ghen không? Anh thì có ghen. Nhưng mà đối với anh á thì cái nào đúng là đúng, còn nào sai là sai. Dạ. Rồi bây giờ nè, em bước tới em nắm tay bạn gái ha. Em nói những cái gì suy nghĩ tận đáy lòng của mình, những cái cảm xúc nãy giờ em đã có với bạn gái đó. Rồi sau mình tiến hành bấm nút, đứng nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Đó, nó thấy em sao? Anh thì lần đầu tiên gặp em, anh cũng thấy thích thích. Nhưng mà thì anh nãy giờ những gì mình trao đổi á, thì anh cũng mong là ta cho nhau cơ hội để được tìm hiểu và tiến xa hơn. Dạ, em cũng hy vọng là anh cũng cho em cơ hội để hai đứa mình tiến xa hơn. Dạ. Rồi, trở về ghế. Sẵn sàng chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ 30 giây, kiểm tra lại tất cả những dữ liệu nãy giờ xem mình nói chuyện có hợp hay không, mình thấy rằng đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm nút. Mà khi bấm nút, chúng ta nhớ là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Hết thời gian. Cặp cặp. Hai cái cặp cặp. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng đôi trẻ nắm tay nhau được rồi đó. Hai đứa dễ thương ha. Xin bác. Xin bác hôn cái. Con xin phép bác. Mẹ cho phép rồi đó. Hay sao cảm giác hôm nay hạnh phúc không? Dạ, hạnh phúc. Chúng tôi sẽ gửi tặng một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1, năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, hãy bảo vệ bạn gái nha. Mình có thể làm bờ vai vững chãi, một cái thân hình che chở cho bạn gái trong giông bão. Vậy là chúng ta đã thành công ở cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Và tất cả mọi cái điều mà may mắn hạnh phúc á, gần như nó ở rất gần với hai bạn đó. Điểm mạnh của em là em biết bay như bá. Tính tình của em thì hoạt bát vui vẻ, hòa đồng, cũng thẳng tính nha. Điểm mạnh cũng là điểm yếu luôn chị. Rồi còn điểm yếu nào nữa không? Dạ, em hơi hậu đậu chị. Hậu đậu. Chứ là hơi nóng tính nữa. Vậy hả? Nóng cỡ nào? Dạ nóng, em nóng dữ lắm, nhưng mà em nguội nhanh lắm chị. Có thể 1 phút em nguội được. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, ngồi xuống. Xin mời đi. Nhà gái. Để ở đây, đúng rồi. Rồi, bây giờ thì bạn trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái nghe luôn nha. Em tên Đại Phi, sinh 1984, quê quán sống tại Sài Gòn. Đại Phi hả? Dạ. Bên kia có Đại Kê đó. Đại Kê phần 1, phần 2. Bên đây có Đại Phi nha.
Đại Phi làm công việc gì? À, em làm cơ khí tại nhà. Cụ thể là gì Đại Phi? À, máy móc với lại làm mấy nhà xây dựng. À, làm ở quận mấy? À, Bình Chánh. Rồi, mời nhà gái. Rồi, nhà gái ơi, em có rung không vậy? Dạ. Rung không? Dạ, mỗi lần em rung mà ai quay em mới lại tuột ơi chị. Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Ừ. Anh Quyền Linh. Rồi em. Anh bên kia và tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Em tên là Phan Thị Tuyết Mai. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em hiện tại của em là làm việc trong một công ty nước ngọt giải khát. Em có cái điểm mạnh, điểm yếu gì em giới thiệu về mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em biết bay vá. Tính tình của em thì hoạt bát vui vẻ, hòa đồng, cũng thẳng tính. Điểm mạnh cũng điểm là điểm mạnh. Yếu luôn chị. Nếu như mà nói chuyện với ai đó, một câu nói nào đó, người nào đó hiểu mình, người ta cảm thấy người ta thích mình lắm. Còn ai mà kiểu như người ta không hiểu ý của mình, người ta thấy mình thẳng quá, người ta mất lòng người ta đó chị. Rồi còn điểm yếu nào nữa không? Dạ, em hơi hậu đậu chị. Hậu đậu. Chứ lại hay nóng tính nữa. Vậy hả? Nóng cỡ nào? Dạ nóng, em nóng dữ lắm, nhưng mà em nguội nhanh lắm chị. Có thể một phút em nguội được. Nguội liền. Dạ. Rồi mời bạn trai. Ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em mà hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát. Còn khuyết điểm của em thì hơi nói nhiều. Nói nhiều hả? Dạ. Anh thấy em nói ít mà. Tại chưa gặp đối tượng, gặp đối tượng nói nhiều. Rồi chút qua gặp đối tượng kia nói nhiều không nha. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình, 6 năm với lại 4 năm. Thì cũng hoàn cảnh khó khăn thì cũng chia tay. Bây giờ hoàn cảnh của em thế nào? Thì, có khá lên chưa? Cũng được thôi chứ cũng không có khá được rồi. Thôi, anh nghĩ rằng bây giờ cái thời khốn khó nó cũng đã qua rồi nha. Cố lên. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình chị. Một mối tình là thời học sinh, sinh viên á chị. Với một mối tình là cách đây 3 năm. Cách đây 3 năm? Dạ. Quen được bao nhiêu năm? Dạ mối tình đầu tiên thì em quen được 7-8 năm chị. Mối tình thứ hai thì em quen được 2 năm. Lý do sao mà chia tay? Dạ hai mối tình này á cũng một lý do là khoảng cách địa lý á chị. Tại vì hai người đó ở xa, ở quê á chị. Quê là ở đâu mà địa lý xa? Dạ ở miền Trung. Miền Trung. Miền Trung mà em ở Sài Gòn đúng không? Dạ thì trước thì anh đó cũng học ở trong đây ra cũng hai người cứ kéo qua kéo lại thì anh ấy là con một á chị. Phải về quê lo cho ba mẹ. Em muốn kiếm một người gần gũi ở đây nè, qua lại hai bên gia đình. Em gái. Dễ thương. Đó, anh thấy cái vấn đề khoảng cách nó dễ sợ quá anh. Đúng rồi. Dạ, anh coi bên đàn trai anh với bên tôi có gần em không? Em ở đâu? Dạ em ở Thủ Đức anh. Thủ Đức bên đây là Bình Chánh cũng không có xa. Nói chung là ở chung một thành phố này cũng không có xa gì mấy, vậy là được rồi. Em với bên đây giống nhau một cái chỗ là hai người đều yêu 10 năm hết. Bên đây mối 8 năm, mối 2, bên đây mối 6, mối 4 là cũng chục năm yêu, có tờ, gọi kinh nghiệm trong thâm yêu đương rồi. Thâm niên về rồi. Tình yêu. Thôi giờ mình bỏ qua những cái cũ đi, mình bắt đầu làm lại từ đầu ha. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình với một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ em thích người đó là chân thật. Chân thật thà một cái anh. Với lại đừng có nói quá nhiều. Với hai nữa là phải có trách nhiệm với lời nói mình. Mình nói được là mình phải làm được. Thà mình không nói. Đúng rồi. Nói thì phải làm. Dạ. Ông nói cũng phải làm. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Dạ sạch sẽ. Trai dở dơ lắm sao mà. Sạch sẽ không? Cô tay sạch chân luôn. Sạch sạch. Người ta làm cơ khí mà ta sạch sẽ thế là ok rồi đó. Sạch hơn anh luôn. Rồi gì nữa? Dạ ga lăng phóng khoáng một tí à. Ga lăng phóng khoáng hả? Ga lăng là ok luôn. Ga lăng nha. Mà ga lăng với người của mình thôi nha. Ga lăng với người khác là cũng mệt lắm á. Có mấy bạn nói anh mà ga lăng với người tôi được, ga lăng người khác hồi cho anh đi xa lăng luôn á. Em ơi, em mong muốn người bạn gái của em phải như thế nào? Thì tròn tròn tới mới xứng với mình. Tròn tròn xíu chị không? Đứng kê bên em không? Được á. Mai mối kiểu gì chứ? Nói chứ em tròn tròn phải không? Có tròn. Mình cao bao nhiêu? Thì tầm 1m55 trở lên. Mét mấy cơ? Dạ em 1m63 ạ. 1m63 lận, trời ơi ngon lành. Gì nữa nè? Thì biết lo làm ăn với lại biết lo cho gia đình, nó lại có hiếu với cha với mẹ với người già được rồi.
bao nhiêu phần trăm có cái đòi hỏi? Chắc tồn tại em chắc phải 99%. 99% người ta khẳng định những cái điều em nói là 99% có. Ok. Vậy là chị thấy ok dữ lắm rồi. Bây giờ mình cho gặp bây người giờ thân đi. Người thân đi, gặp rồi. Người thân. Em đi với ai vậy? Em đi với lại ông chú, ông anh, với lại thằng em gửi lại nhỏ cháu. Dạ, mời nhà trai. Kính chào anh MC Quyền Linh và chị Học Dân. Bên nhà gái cũng toàn thể thính phòng đây. Dạ, em là anh của Phi. Đàn gái thì thấy có vẻ như là hợp theo những cái nhu cầu của em Phi. Cũng giống được trên 80%. Cũng vui vẻ, nhiệt tình, cũng nhưng mà cũng có một chút xíu gì đó gọi là cá tính. Thành ra như vậy thì có thể giúp đỡ Phi nó vững chạc hơn trên con đường công danh sự nghiệp. Xin hết. Rồi, cảm ơn nhà trai. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em trai và bạn thân của em. Rồi, xin mời nhà gái. Xin chào MC Hồng Vân. Dạ. Và MC Quyền Linh. Dạ, chào cô. Chào quý khách. Cô thấy đàn trai thì thế nào? Thấy thì cũng được, cũng biết lo làm ăn. Nếu mà đây mà là con rể của chị thì chị ưng không? Dạ ưng. Ưng hả? Đó. Dạ. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh. Dạ, chào tất cả mọi người. Con là em của chị Mai. Về cái ngoại hình á thì hình như là anh hơi thấp. Tính cách thì có vẻ cũng rất là thẳng tính và cũng như là cái gì ra cái đó, tại mình làm cơ khí mà. Thì về cái mẫu mà chị em, trong cái suy nghĩ của chị em á, thì em nghĩ là anh đây có thể đạt tới khoảng 70%. Thì một chút mở ra thì chị xem và suy nghĩ và cũng có thể cho anh này một cơ hội để mà làm quen với nhau. Rồi, trời ơi. Thôi, thế thì ta mở rào thôi nào. Mở rào. Bắt đầu đi Phi. Anh cũng có món quà này tặng cho em. Dạ, em có món quà tặng cho anh. Rồi. Kẹo. Dạ, cái này là do tự em mai luôn á anh. Thấy đẹp. Mở em ra. Không biết anh mặc vừa không, tại em chỉ mai theo cái suy nghĩ của em á. Rồi em thấy là anh thì mốt em sẽ mai nó sẽ vừa với anh. Trời ơi, trồng vô thử coi nó có vừa dặn không, đúng sai không? Hay quá vậy. Đâu, hai đứa mặc vô thử coi vừa không. Còn vừa đưa tôi. Phi thích cái màu này không? Dạ thích, cũng hợp. Màu này dễ thương quá, màu ngọt ngào dễ sợ em luôn. Thích màu xanh dương. Chị cũng vậy, chị rất thích màu xanh. Rồi, như vậy là bạn y chang trong cái tưởng tượng của bạn gái rồi. Trời ơi. Ủa chết cha. Chết cha. Coi như là ở trong mình mặc cái mới. Em mai là cái bự. Tại vì em không có biết được mẫu người, em chỉ mai theo cái phỏng đoán của em thôi. Thôi coi như ở trong mình mặc áo thun, ngoài mình khoác này vô nha cưng ha. Nhìn đẹp. Ừ. Áo khoác là đẹp. Mai mốt em sẽ mai anh cái mới. Đúng rồi, nhưng cái này là kỷ niệm nha. Kỷ niệm. Kỷ niệm. Dạ. Rồi, mình ngồi về ghế, mình nói chuyện với nhau đi nào. Dạ, em thấy anh sao? Dạ, em thấy anh đẹp trai, hiền. Anh thấy em như thế nào? Dễ thương. Thấy cũng vui vẻ. Em vui lắm anh. Anh nói chuyện với em anh cười suốt ngày luôn á. Vậy là em hợp với anh. Anh mà nói chuyện là ai cũng cười hết không? Thấy em cũng dễ thương. Thì mình tới đây cũng là cái duyên. Dạ. Thì được thì mình cho nhau cơ hội. Em nói về quan điểm tình yêu, hôn nhân, gia đình cho bạn gái nghe đi. Dạ, quan điểm của anh thì tình yêu thì phải thật thà, thẳng thắn. Anh, em cũng giống anh á, em thích thẳng thắn, có sao nói vậy. Nói chung là hiểu nhau, quan tâm nhau, chăm sóc cho nhau, nghe những ý kiến, góp ý kiến với nhau. Đúng rồi. Thì mình có sao cứ nói vậy, cứ nói thẳng, đúng rồi, buồn gì đừng để trong lòng, cứ dạ. Nói ra để hai bên được chia sẻ buồn vui. Mà em thẳng quá anh đừng có giận nha. Anh là đó tới giờ không biết giận ai. Chị thôi em muốn em phải chọc cho anh giận mới được. Thì chắc cũng muốn lắm á. Muốn em lúc nào cũng ở bên cạnh anh để chọc anh giận. Em nói với cô đó biết đi, nếu như em có vợ có con em sẽ chăm sóc vợ con thế nào. Thì nếu mốt anh có vợ có con thì anh cũng
lo lắng cho vợ con thì giống như vợ mình thì không thiếu thốn hơn người ta. Anh ơi, em có tính hậu đậu anh có ngại không? Cái đó anh hết luôn á. Hỏi duyên đó ha. Hẹn hò sau đó bàn với bạn gái đi. Thì nếu em hẹn hò em chưa bữa nào rảnh. Chung thì bình thường em đi làm chiều thì em về thì em rảnh buổi tối anh. Thì chưa chủ nhật nữa anh. Vậy thì có dịp thì chủ nhật cuối tuần mình hẹn nhau uống nước. Dạ. Rồi bây giờ em tiến tới nắm tay bạn gái ha. Hát một bài nào đó. Nói gì đi. Thì nếu tới đây là cũng có cái duyên rồi. Thì nếu được thì em cho anh cơ hội. Dạ. Được che chở cho em. Dạ. Hết cuối con đường. Dạ. Này anh có nụ cười xinh như là mặt trời bé con. Dừng lại một chút thôi để đắm đuối bầu trời có hai ta thôi. Rồi, về vị trí đi các bạn. Được rồi. Bây giờ mình lắng lòng lại và kiểm tra một lần cuối trước khi chúng ta quyết định đưa ra. Bấm nút, để tay vào nút bấm. Hãy nhắm mắt kiểm tra lại một lần nữa. Thật sự, nếu đây là một nửa mảnh ghép của mình cảm nhận như thế thì đừng ngần ngại tôi bấm luôn. Bấm ngay tức khắc. Một, còn hai. Nếu không phải thì mình sẽ nhường cho người khác. Nào. Một. Rồi đó, không khỏi đếm đi. Khỏi đếm đi. Tôi nghe cạch cạch là tôi biết rồi. Chúc mừng. Đấy, nắm tay nhau. Bây giờ mình có thể xin phép gia đình hai bên. Xin phép bác. Các anh, các chị cho em được quen em. Con hứa với bác thì con sẽ lo cho Mai hết cuối con đường. Cho Mai được hạnh phúc. Lo cho Mai tới mốt luôn. Mai mốt. Đây, cưng nói gì với gia đình có anh ngồi kìa. Dạ, xin chào. Dạ, chú cho phép con quen anh để tìm hiểu và tiến tới cái đích. Xin phép mẹ cho hôn tí. Cho con xin phép bác cho con hôn Mai. À, em cho anh hôn đi. Thấy sao? Cảm giác trong lòng thế nào? Thấy tim còn đập lẹ quá. Lẹ quá. Hạnh phúc ha. Hạnh. Con hai đứa ôm chặt cái rồi coi cảm xúc thế nào. Ôm chặt thế nào? Chặt vô gì đâu mà ôm gì mà ôm lơi lả vậy trời. Ôm chặt vô nào. Đó. Hãy giữ trọn cái vòng tay đó, giảm cái vòng eo lại. Chúng tôi sẽ gửi tặng một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1, năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Hôm nay chúng tôi rất vui khi mà kết nối được những mảnh ghép trong cuộc sống này. Họ đâu đó ở góc phố nẻo đường nào đó, nhưng tôi đã kết nối họ có mặt ở bằng quê họ và đã bấm nút hẹn họ với nhau. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He bị uống màu tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chúc quý vị chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Quý vị muốn xem lại chương trình thông qua cổng MCV Media và nhấn subscribe hoặc là Love TV. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Hiện tại là em đang làm giám đốc công ty mỹ phẩm thương hiệu độc quyền của em. Và ơi, hiện tại rồi. Là con đang làm cổ đông cho một tập đoàn sản phẩm nước ngoài. Và hiện tại là con đang có một tiệm nấu mì. Nói chung thì lúc nhỏ ở quê thì cũng gia đình cũng khó khăn, cho nên là cũng là tự đi học vì tự kiếm tiền buôn chải cho tiền học của mình. Em vui vẻ hòa đồng mọi người nên xét em là nhiệt huyết trong việc cũng dễ gần. Về điểm yếu của em thì em nóng tính, nhưng mà cũng biết kiềm chế anh. Em thấy chị bên đây rất là dễ thương, nhỏ nhỏ xinh xinh á, và đủ điều kiện giống như là những gì anh trọng hướng đến. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.